Nếu thấy ngon thì ăn một mình đi. Bây giờ tôi chán ngán mấy món ăn này rồi. Dẹp đi. Anh Phương. Tôi bảo dẹp. À, nếu như không muốn dẹp hả? Để tôi dẹp giùm cho nè. Dẹp nè, dẹp nè. Trinh ơi. Kìa mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Chuyện gì mà ba giận dữ vậy mẹ? Không, không có gì đâu con. Khuya rồi, con vào ngủ đi. Để sáng mai con đi học nữa. Thôi, con ngủ sao được? Con thấy lúc này ba hết thương mẹ và con rồi. Chắc ba... Con nít con nôi mà biết cái khỉ gì. Đi vào ngủ đi. Nếu không thì... Mẹ, mẹ ơi con sợ. Anh Phương. Con nó còn nhỏ lắm. Nó có biết gì đâu mà anh hằng học như vậy chứ. Nếu em có gì làm phật ý anh cứ thẳng thắn nói đi. Em sẵn sàng lắng nghe từng lời, dù là lời anh chết mắng. Chứ nỡ nào anh cứ đi sớm về khuya rồi luôn luôn kiếm chuyện với vợ với con. Dù chưa một lần em sai quấy điều chi, có lẽ giờ đây hương sắc phai tàn nên anh đã vội quên những kỷ niệm ngày xưa. Dù nắng mưa anh vẫn không quan ngại, đến với em dù ba chẳng thuận lời nhưng lòng anh cũng chẳng rời. Đó là chuyện dĩ vãng xa xôi, em đừng nhắc để dài đời tôi. Nếu muốn tôi yêu thì hãy câm miệng lại giùm, hay là muốn tôi phá nát cái nhà này. Ba ơi con cúi đầu gian lại, mong ba hãy đánh con đi. Sao? Mày muốn chịu đòn thay cho mẹ mày hả? Ờ, được nè. Anh Phương. Ba ơi, ba cứ đánh con đi. Chứ con không thể nào đứng lặng yên nhìn mẹ con phải đêm khóc ngày than, chịu nhiều oan ức, dù phải bị đòn roi để thay cho mẹ thì con vẫn cam tâm không một tiếng đau buồn. Ba có biết đâu những lúc mẹ đùa vui với con mà nước mắt tuôn tràn. Mấy tháng gần đây con thấy mẹ một mình bên khung cửa, ngồi trông ra đường đợi từng bước chân của ba. Còn ba thì thỉnh thoảng cứ đi xa, hai mẹ con ở nhà chỉ có ba ba làm bầu bạn. Mỗi lúc tan trường bè bạn có ba mẹ đón đưa, còn con thì chỉ có một mình thui thủi. Thôi, con đứng dậy đi. Ba không có đánh con đâu. Ba nói thiệt hả ba? À. Nhưng mà ba cũng đừng gầy, đừng mắng mẹ nữa nghe ba. Nghe ba. Thôi được rồi, ba hứa. Ba hứa với con đó, đừng có khóc nữa. Lòng chăm sóc cho con. Anh Phương ơi, có phải chăng đây là một giấc mơ, hay những lời kia là vì muốn cho con yên dạ? Đời của em chỉ còn anh là tất cả, xa anh rồi em biết sống sao anh. Thôi, hai mẹ con đi ngủ trước đi. Lát nữa anh vô. Dì ba,
Dì Ba. Dạ, dạ. Làm gì mà lúp lúp ló ló vậy? Dạ, tại thấy cậu mợ đang gây gỗ nên tôi... Thôi, lại dẹp ba cái chén bể này dùm cái. Nè. Dạ. Dì là người ăn ở trong nhà, không có được tìm hiểu chuyện của người khác hay chưa? Dạ, tôi đâu có dám. Lan à, con vào trong đi con. Dạ thưa ba, con vô. Con vô rồi dì ba vô liền với con nghe dì ba. Ờ, con vô đi, để dì dọn dẹp với dì vô liền hả? Ờ, em à, sắp tới đây á, anh có một chuyến công tác ở Vũng Tàu, sẵn anh đưa em theo. Vì đã lâu vợ chồng mình không có dịp gần nhau mà ôn lại kỷ niệm, và cũng để bù đắp lại những cái chuyện vừa qua của anh. Sao, em bằng lòng chứ, hả? Anh Phương, em không biết phải làm sao để tỏ hết nỗi vui mừng của em. Em như được sống lại sau cơn hiểm nghèo thập tử. Em sao nói em vậy? Thôi, khuya rồi, em vào nghỉ trước đi. Anh phải sửa soạn lại một số giấy tờ hợp đồng rồi anh vào sau. Dạ. Ngồi cả buổi mà không văng được con cá nào hết. Thôi chắc mình về sớm quá. Hình như là có một người chết đuối đang dùng dãy ngoài kia. Thôi đúng rồi, phải rồi, mình phải cứu người ta mới được. Phải cứu mới được. Ở đâu đây? Cô à, cô tỉnh rồi à. Tôi lo cho cô quá à. Tôi sợ cô không còn sống được nữa đó. Tại sao tôi lại ở đây? Anh là ai? Ê, tôi là người cứu cô ở ngoài biển á. Tôi bắt gặp cô nằm bất tỉnh ở ngoài biển, rồi tôi mang cô về đây. Cô hôn mê suốt cả ngày, làm tôi sợ gần chết luôn á. Anh sợ tôi chết à? Phải. Bây giờ cô cho tôi địa chỉ để tôi báo với thân nhân của cô đưa cô về ngang. Tôi không có nhà, anh cứu tôi làm gì? Tôi muốn chết kia mà. Trời ơi, con người mà tự nhiên muốn chết à? Bộ cô tự tử à? Phải. Phải hả? Ôi, không có đâu. Tôi không bao giờ tin là cô tự tử. Thật mà, tôi không còn muốn sống. Và ngỡ như đã chìm tận đáy biển sâu. Tôi không tin những lời cô nói vừa rồi. À, chắc là có kẻ nào âm mưu ám hại cô phải không? Không, không có ai ám hại tôi hết á. Ừ, thường á, khi tự tử người ta hay mặc nè những bộ đồ đẹp nhất để lìa bỏ thế gian. Còn cô thì ăn mặc như thế này, tôi cảm thấy sao đâu cô ơi. Ờ, rồi ai giúp tôi thay bộ đồ này? Ờ, không phải tôi thì còn ai vô đây? Anh thay, anh mặc đồ này cho tôi. Cô an tâm đi, tôi không có làm gì trái với lương tâm đâu, ngoài việc chỉ muốn cứu sống cô thôi à. Ờ, mà nhà cô ở đâu vậy?
tôi không có nhà, tôi cũng không muốn sống nữa. Cô nói nghe lạ chưa? Ai mà lại không có nhà? Nghèo như tôi còn có đựng cái chòi đó. Còn cô, tôi nhìn dốc dáng của cô á thì chắc là con nhà danh vọng cao xa, rồi có một tâm sự hoằng nặng đeo mang nên lời lẽ cô thốt ra toàn những lời sầu. Đầu óc tôi đang quay cuồng bấn loạn, trời ơi tôi không ngờ người ta đành đoạn. Nhưng tôi dầu sao anh cũng là người ơi, anh cầm lấy đi, tôi xin đáp đền. Cái gì vậy cô à? Nếu tôi đoán không lầm thì đây là nhẫn cưới. Cô không nên xa rời vì kỷ vật này vô giá. Cứu người hoạn nạn á là thường có chi đâu cao cả. Cô đừng nghĩ đến việc trả ơn làm cho tôi ái ngại thêm hơn. Tôi không còn thân nhân, bây giờ tôi muốn sống. Anh à, anh giúp tôi bán chiếc nhẫn để lo thang thuốc và mua giúp tôi một bộ quần áo đi. Ừ. Cô à, theo tôi á thì kỷ vật này cô nên cất giữ đi. Tôi tuy nghèo thiệt nhưng tôi có thể lo cho cô khoản tiền ấy được mà. Ngày trước nó là vật bất ly thân của tôi. Ừ. Bây giờ tôi căm ghét, tôi ghê tởm nó lắm. Vậy hả? Vậy thôi được rồi, tôi sẽ chiều ý cô. Bây giờ cô ăn miếng cháo nha. Anh nấu cho tôi đó hả? Nếu mà lạ khẩu vị thì cô cũng ráng dùng tạm cho có cái gì trong bụng nha. Cảm ơn anh. Ăn đi cô. Cô à, cô ăn sao mà thấy khổ sở quá vậy? Vừa ăn lại vừa khóc nữa. Tôi chịu không có nổi rồi nha. Tôi không ăn nổi đâu. Cô ăn cháo không được thì vậy cô ráng uống chút sữa nha, rồi cô nằm nghỉ đi. Cô làm tôi khó chịu quá à. Cô à, cô đừng có khóc nữa nè. Cô lấy tạm cái khăn của tôi lau nước mắt đi. Không chịu lau hả? Để tôi lau giùm cô nha. Cô uống ly sữa này á, tôi tin là cô sẽ khỏe lại à. Cô đừng có khóc nữa nha. Cô à, tôi muốn nghỉ một chút. Vậy cô cứ nằm nghỉ đi nha. Tôi không có làm phiền cô nữa. Chúc cô ngủ ngon. Tôi sẽ ra chợ mua ít đồ mà cô cần đến. Rồi chút xíu tôi về liền à. Cô ở đây nha. Nằm nghỉ đừng có đi đâu hết nha. Tôi đi nha. Từ đây mình sẽ về đâu? Ngoài cái mái ấm mà 5 năm rồi chung sống với chồng con, trở về tiếp tục sống với anh ấy. Không, không, không bao giờ. Vì cái hình ảnh đêm rồi trên bãi biển kia sợn kia, nó cứ ám ảnh trong tôi trọn đời. Làm
nghĩa vô nhân, đã nỡ giết chữ đời tôi. Thử hỏi trên hồng trần còn gì ác độc hơn không? Đường đời lắm nẻo gai trong, làm sao đó được tấn lòng kẻ mà tôi gọi là chồng. Rồi có oán hận hay không, còn gì nữa mà mong? Nước mắt đã khô cạn bao lần, còn thơ ai đỡ đần khi mình thương cũ vô thân. Anh gì đó? Tôi tên Long. Ủa, sao cô không nằm ở trong nghỉ mà ra đây ngồi chi vậy? Anh Long, anh mới về đó hả? Tôi về lâu rồi. Vậy là anh đã nghe hết những gì thầm kín của tôi rồi. Vâng, nhưng sự cố dẫn đến tai nạn của Hà vừa qua tôi vẫn không được biết. Anh là người ơn cứu sống tôi. Với anh, tôi không giấu giếm điều gì nữa cả. Anh Long, anh hãy nghe đây, chuyện của tôi và chồng tôi những năm về trước. Anh Phương ơi, mở cửa cho em vào. Anh Phương kìa. Hà, em. Anh Phương, sao em dám đến đây giờ này? Nếu ba em biết được thì càng khổ cho anh và em thêm nữa. Không, em không còn sợ gì nữa cả. Nếu có chết, em nguyện chết ở bên anh. Cho tròn tình em nghĩa, chứ không đành lòng người đi kém ở. Dù góc biển chân trời, em cũng quyết dành xa anh. Hà, Hà ơi, đừng vì chút tình riêng mà lối đạo giới sinh thành. Cuộc đời em còn đầy hoa mộng, dương vẫn làm gì kẻ chẳng sự nghiệp công danh. Anh Phương, hãy về đi em, xây dựng tương lai. Đợi đừng chờ, xem như hai ta chưa gặp gỡ bao giờ. Xin đừng đuổi xuôi, đừng làm em buồn dòng, đừng giết chết mối tình thơ mộng của đôi ta. Nhưng ba em không thể nào chấp nhận, em sẽ chia với anh đến bước đường cùng. Miệng là đôi ta được mãi mãi tương phùng. Hà ơi, thà chấp nhận xa nhau để mai sau ta còn gặp lại. Nếu có chia ly ngàn trái thì tình của đôi ta càng thắm đượm chớ chung tình. Chớ mẹ cha em không chấp nhận mình thì làm sao ta về cùng chung lối?
Dù trăng có sáng thì cũng chỉ là màu trắng của khăn tăng. Giữa hai giai cấp hèn sang mà anh là người đón nhận phủ vàng cay đắng. Đừng xây lầu tình yêu trên bãi văng, rồi sẽ bị lượng sóng cao làm điêu tàn đổ. Mà em quyết vượt sa mạc để tìm đến đỉnh tương lai. Hai ta tuổi trẻ đời còn dài, thì em đâu phải ngại gì trong gai hiểm trở chứ. Em đến bên anh với một phút bồng bột nhất thời, rồi đời em sẽ khổ. Anh không muốn gia đình em đến đây phỉ nhổ, cho rằng anh khuyên dụ em theo. Với mẹ em, anh còn một an treo, và quyết sửa mình không thể nào giảm lặp lại. Dẫu biết rằng lòng anh yêu em đến ngay dài, nhưng biết phận tuổi thân phải ngăn cách tim mình. Từ nãy anh viết khi học hành, cho đến khi nào công thành danh toại, cô sẽ qua đưa tình ta về chung lối, thì dù đêm tối cũng không làm mờ lối yêu đương. Anh Phương, ngày mà anh mơ ước sẽ không bao giờ đến được. Tại sao vậy chứ? Hay là em không chờ đợi được vì sợ phí bỏ tuổi xuân? Không, dù cho hết cả cuộc đời em, em vẫn chờ anh mà. Em, anh Phương, Phương ơi, em chỉ sợ hai phương trời xa cách, biển biệt đôi nơi, chim vô cánh bay còn biết đâu tìm, cố hoài công cũng không thấy được. Hà ơi, Hà ơi, anh không muốn xa em, mà cũng không muốn mang tuổi nhục trong đời. Giai cấp sang hèn ác độc lắm em ơi, mộng đẹp tuyệt vời, anh cố dằn lòng sao lệ vẫn rơi rơi. Phương ơi, dù cho rằng nghịch cảnh trái ngang, em vẫn yêu anh và yêu mãi mãi. Em sẽ dâng trọn cho anh cả cuộc đời con. Rồi sẽ ra đi vĩnh viễn không về. Giữa trùng dương gió lòng tư bề, thà là cuộc đời ngủ yên trong lòng đất, được quay về cùng tiếng khóc của ban sơ. Cuộn hương là mãi mãi trong chờ, rồi cùng heo rũ chết trong mỏi mòn mong đời. Con tàu không trung sẽ đưa em xa vời vợi, ngăn cách một đại dương thâm thẳm mịt mờ. Hà, em bảo sao? Ba má em sẽ ngăn cách tình yêu của chúng ta bằng một chuyến định cư nơi phương trời xa lạ, mà năm giờ chiều mai là bái bái cất cánh. Tôi còn khi những ước mơ trong đời, quyền tình ra khơi bao dòng
chấp trời mình mù chơi chơi gió mưa tới bờ. Bao ngày qua lòng em tan nát đau xót từng cơn, nhìn nhau đau đớn thêm hơn chung lối mộng bây giờ cô đơn. Tình em trao cho anh là ngang đời không thay đổi thì mãnh lực nào đâu sẽ đắp xây hạnh phúc. Dù cuộc sống có nghèo nàn cơ cực nhưng tình yêu sẽ đông đầy mỗi lúc một thêm hơn. Hà em. Anh Phương. Em. Hà, con Giang ra. Ba. Dạ thưa bác. Cầm. Cậu Phương, tôi lầm cậu. Tôi không ngờ cô dùng cái mã đẹp trai để mà quyến rũ cho con gái của tôi. Nó quên cửa quên nhà, quên cả mẹ lẫn cha, quên luôn cuộc sống nhung lụa trong khi tôi còn dại khờ. Làm sao có được tương lai trong khi cậu còn cắt tay. Ba, xin ba đừng nên sỉ nhục mà tội nghiệp cho anh Phương, con không nỡ lòng nào. Tội nghiệp cho nó hả? Rồi ai tội nghiệp cho ba? Chuyến bay ngày mai không thể quản lại. Ba, con nhất quyết không đi. Một mình con ở lại nơi này, rồi con sẽ sống ra sao? Ba, ra sao cũng được, miễn là con được ở cạnh bên người con yêu. Và đứa con trong bụng không thể thiếu vắng tình thương yêu của cha nó đâu ba. Hà, con nói sao? Ba tha tội cho con. Vì con đã có thai với anh Phương rồi. Hà, vậy là con xem nhẹ tình cha mẹ hơn tình yêu phải không con? Ba, không phải vậy đâu ba. Ba thương con lại ba. Ba thương con mà tha thứ cho con đi ba. Ba không thương con thì còn biết phải thương ai? Cậu Phương. Dạ. Cậu có thật sự yêu thương con gái tôi không? Con lại bác, chỉ mong cầu bác thương con. Con lại bác mà. Thôi, hai đứa đứng lên đi. Đừng lại tả nữa, mà hãy lại tả đứa bé ở trong bụng của con Hà kìa. Ba. Hà con, hình ảnh này, vở kịch đó là của ba với mẹ ngày xưa. Bây giờ con diễn lại thì ba đâu nỡ nào táo điều ngang trái, mà phải chân tay ba gầy dựng thêm cho vở diễn được vuông tròn. Ba, tình thương con ba chẳng hao mòn, nhưng không thể cắt ngang một tình yêu cao thượng mà hai con chắc lọc từ bấy lâu nay. Biết là sẽ không ngăn cấm được đâu, nên ba khuyên hai con giữ sao cho tình đầu thắm đẹp. Sự yêu thương không thể nào nài ép, vậy ba chúc hai con hạnh phúc muôn đời. Ba, con cảm đội ơn ba. Con đội ơn bác. Những tài khoản trong ngân hàng và giấy ủy quyền hãng vật ba sẽ chuyển nhượng cho con nội sáng mai. Ba. Phương. Dạ. Chút cái tài sản này mong sao con ăn học thành tài rồi bảo bọc cho Hà. Con xin vâng lời bác. Dạ. Con xin vâng lời ba dạy. Hà, ba về nghe con. Ba. Ba ơi, rồi đến bao giờ con mới gặp lại ba? Rồi ba sẽ về thăm con mà. Con sẽ gắng công học tập để sau này đền đáp công ơn lại cho ba. Hai con hãy sống cho thật hạnh phúc và ăn nên làm ra là trả ơn cho ba rồi đó. Thôi ba đi nghe hai con. Ba.
Sau đó, bé Lan con tôi ra đời, Phương càng yêu tôi hơn. Chúng tôi sống bên nhau không một phút xa rời. À, tôi muốn nghe đoạn kết của câu chuyện. Hôm nào tôi sẽ kể tiếp cho anh nghe. Còn bây giờ tôi nhức đầu quá. Vậy à? Vậy Hà cứ nằm nghỉ đi. Tôi cũng chuẩn bị đi câu cá. Bao giờ anh về? Tôi sẽ cố gắng về sớm, không để cho Hà buồn đâu. Tôi đi nha. Dạ thưa luật sư, có người cần gặp. Được, cho vào đi. Ủa cháu, cháu là... Chào chú. Hà, cháu vẫn còn sống thật à? Phương vừa bảo là cháu chết đuối ở bãi biển kia mà. Nay sao lại... Chú đừng sửng sốt. Cháu sẽ cho chú biết sao. Còn bây giờ, chú cho cháu hỏi thăm, anh Phương có đến đây không chú? Cách đây 2 hôm, Phương có đến đây, bảo với chú là cháu chết không tìm được xác. Bởi thế cho nên Phương có đến nơi đây, nhờ chú đây làm thủ tục sang tên những tài khoản mà tên cháu y đứng. Rồi chú nói sao? Hay là chú đã sang tên? Phương bảo không thể chờ đợi được, vì công việc làm ăn không tiền rất khó khăn, nên Phương có hơi thúc giục bảo chú lo dùng gấp. Trời ơi, như vậy là chú đã lo xong rồi à? Không, chú thấy cử chỉ Phương nó có hơi lạ kỳ, nên hẹn lại đôi ngày xem có đúng là cháu đã chết hay không. Thật quả nhiên không lầm, hôm nay cháu đã trở về, hãy cho chú biết chuyện gì đã xảy ra. Thưa chú, cháu sẽ kể cho chú nghe chuyện chồng của cháu mưu định giết cháu. Uống đi em. Uống đi. Mình sẽ say đêm nay và sống lại đêm tân hôn, vì đây là tuần trăng mật kỷ niệm ngày cưới của chúng mình mà. Uống đi em. Phương ơi, em sung sướng quá vì hạnh phúc ở bên anh. Quả thật em chọn không lầm người chồng lý tưởng đâu đó nha. Nè, để anh đút cho em ăn nha. No rồi mà. Ăn cho no, uống mới không sai. Một ly nữa nha em. Uống đi nè. Một ly nữa thôi nghe. Em không có uống nữa đó, vì em còn phải đi tắm biển nữa. Em đẹp quá Hà ơi, em đẹp quá. Em đã có con rồi, còn gì đẹp nữa mà khen cha. Nhưng anh thấy em vẫn còn vẹn nguyên cái vẻ đẹp của thuở ban đầu. Anh nói ra làm cho em thêm thẹn, mấy năm rồi mà còn nguyên vẹn hả? Hay là đã mơ tưởng ai đâu rồi đêm phượng sắc với gà? Không, em không nghe lời người ta nói, gái một con trong ngọn con mắt. Câu đó đó dành cho bọn người đam mê tử sắc. Hôm nay cử chỉ anh làm em hơi thắc mắc. À kìa, cũng như thường lệ có sao đâu, việc em lúc nào cũng mãi lo âu.
Phương à. Biển đẹp quá phải không? Để anh cõng em xuống tắm nghe. Lấy cho em cái phao luôn ha. Khỏi em à, mình đâu có ra xa đâu mà phải lấy phao làm gì. Nè, coi chừng té đó nha. Anh đâu có sai đâu. À, mà có sai chứ. Anh sai tình thôi. Thì biết. Hỡi em yêu, xin em đừng buồn. Có đôi khi anh hay giận hờn, để cho em quên đi buồn phiền với bao đêm suy tư miệt mài. Hỡi yêu như chưa yêu lần nào, hãy cho nhau yêu thương ngọt ngào. Con mà cứ ngỡ như lần đầu mới gặp, rừng rực lửa yêu đương đang sục sôi như biển dày ba đào. Nhìn con sóng xô bọt biển dạt dào, hạnh phúc trào dâng làm đôi mi ứa lệ, sống bên chồng mà ngỡ như bước vào yêu. Mấy năm qua kỷ niệm thật nhiều, tuần trăng mật này em ước ao sẽ tặng cho anh thêm một bé trai kháo khỉnh. Máu nóng tim anh trào lên tột đỉnh, quyện chặt vào nhau cho thêm thắm hương tình. Yêu nhau từ độ nào, mình ngờ trăm lên cao, thiết tha xây mối duyên đầu để tình đưa ta bên. Sai đắm đi em cho anh hưởng trọn đêm này. Lòng em ngất ngây theo từng con sóng cuộn, lửa tình đang đốt cháy tim em. Đẹp làm sao tuần trăng kỷ niệm, ngày cũ qua rồi mà cứ ngỡ như trong mơ. Anh Phương ơi, sao em buồn ngủ quá à? Đưa em vô bờ đi. Lẹ anh nha. Chưa chi mà đã buồn ngủ rồi à? Mắt em mở hết lên rồi nè. Kìa, anh Phương à, anh làm gì vậy? Việc này chỉ muốn được yêu em, thì anh không thể mất em. Phương, anh Phương. Bản năng tự vệ cuối cùng của cháu, cháu buông thõng hai tay và nín thở, rồi chìm liễm nên Phương tưởng cháu chết, cho nên buông tay ra. Thời mai lúc đó có một người chài lưới đến cứu cháu thoát nạn. Chú không ngờ Phương tồi tệ đến như vậy. Bây giờ cháu tính sao xử lý với nó như thế nào? Cháu không muốn nhờ pháp luật, mà muốn tự mình giải quyết lấy. Đừng hành động sằng bậy nha cháu. Chú an tâm, bây giờ nhờ chú giúp cháu một ít tiền và mướn giùm cháu một căn phòng. Vì hiện nay ngoài bộ đồ mặc trong người ra, cháu không còn gì nữa hết. Chú sẽ làm tất cả những gì cháu nhờ chú. Dạ thưa ông tìm ai ạ? Tôi cần gặp luật sư. Dạ phiền ông ngồi chờ. Tôi không còn thời gian chờ nữa. Kìa, cậu Phương. Ông Luận, tôi hỏi ông, vậy chứ tại sao lấy quyền hãn gì mà ông không chuyển nhượng?
tất cả tài sản kia khi vợ tôi mất đi. Trước mặt tôi, cậu phải ngã nhặn và lịch sự. Tôi là luật sư, cậu có nhớ hay không? Ông lấy quyền hạn gì để niêm phong những tài khoản mang tên họ của vợ tôi? Cái chết của vợ ông chưa rõ ràng minh bạch. Ông nói vậy nghĩa là sau khi tờ báo tử ông đã xem qua? Còn quá sớm, vì chưa tìm được xác. Chưa tìm được xác vì cá mập nuốt hết rồi. Ông không tin sao? Biết đâu Hà vẫn còn sống. Còn sống chỉ là cái cớ để ông khó dễ với tôi thôi. Cậu bình tĩnh, coi chừng người ta cho cậu có ý đồ trong cái chết đuối của Hà. Ông đừng xuyên tạc, tôi không chịu thua đâu. Chờ xem. Anh Phương à, quen nhau cả năm trời, hôm nay anh mới đưa em về nhà. Không, đây là văn phòng làm việc, còn nhà anh hiện đang sửa chữa. Anh bận nhiều công việc quá, chính em thấy đó. Sao, tin anh chưa? Anh này, hôn em như vậy lỡ có ai thấy mắc cỡ chết. Đây là phòng riêng của anh mà, đâu có ai đâu. Lệ, anh yêu em quá à. Nhớ em, anh chịu không nổi. Anh, vậy chứ nửa tháng qua vắng anh, em nhớ anh muốn chết vậy đó. Gần ngày thi rồi, em mệt không? Nhớ anh, học bài không có được. Cưới xong, anh dẫn cho em đi học mà. Ê, đi học mà có chồng, người ta cười chết á. Nè, anh năm nay thì đã ngoài 30, còn em mới 18. Không cưới nhanh, bị người ta cướp mất à. Em còn nhớ không trong một đêm mưa? Em bảo anh về, sao anh không chịu về? Tại vì... hôm đó làm em thức suốt cả đêm, nhìn anh đứng giữa cơn mưa. Lòng em vô cùng mà xúc động, yêu anh thật nhiều nhưng chẳng biết làm sao. Hình như anh đang suy nghĩ điều gì, nên không thèm để ý đến em. Anh đang nghĩ ngày cưới của chúng mình có thật như vậy hay là không? Lệ, để có được giây phút này, em biết không, anh đã làm tất cả. Anh Phương, trong tiếng hát ve phượng hồng là hoàng hậu đó. Phượng buồn vì tình đã tan theo sóng biển nổi trôi. Ngàn năm trong tôi tình này không phai phôi. Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn. Sẽ là chim quyến chim phượng suốt đời cùng hòa đôi liền cánh. Như liễu xanh nhìn trăng vàng óng ánh rồi xõa tóc reo vui e thẹn bên hồn. Tiếc thay ước vọng quá mong manh rồi sợ chẳng vừa lòng người yêu dấu. Em sáng ngời như sao bắt đầu, sợ đôi tay anh không vươn lên đến tận đỉnh trời. Anh nói quá lời.
lời làm em càng thêm thẹn. Em là cô gái tầm thường, là một con mèo ngoan ngoãn đã nằm trọn trong lòng anh mà thôi. Lệ em, anh Phương. Em ơi, nép vào lòng anh, má kề bên nhau ta nhắn chuyện ngày qua, cho mối duyên thêm mặn mà. Mong không thành thì đành xa cách anh ơi, đôi ngả biết tìm về đâu. Về đâu nếu duyên đầu chia ly, đôi ngả thì sầu hận riêng mang đâu chế riêng mình. Khi yêu ai mà ngờ đâu, trai yêu đương trăm u sầu ngàn. Đến chừng đó rồi sẽ biết chứ gì. Thôi, bây giờ không muốn nói chuyện đó nữa. Anh à, chừng nào mình mới tiến hành đám cưới vậy anh? Có thể cuối tháng này anh sẽ đến gia đình em mà thưa chuyện. Còn bây giờ... Lệ. Dạ. Lệ à. Dạ. Anh yêu em quá Lệ ơi. Kìa, anh buông em ra đi. Em... Anh ơi, em muốn dành chuyện này trong đêm tân hôn. Trước sau gì mình cũng là vợ chồng mà. Phải, trước sau gì mình cũng là vợ chồng. Nhưng vì sợ không giữ được em, cho nên anh yêu em quá. Anh yêu em quá Lệ ơi. Kìa, anh Phương, đừng làm như vậy mà. Anh Phương ơi, đừng anh ơi. Không, anh sẽ mãi mãi yêu em. Anh sẽ mãi mãi yêu em mà. Không. Dì ba ơi, dì ba, mở cổng giùm cho xe tôi ra coi. Dạ, cậu đi rồi chừng nào cậu về cậu? Có lẽ đến giờ cơm á. Rồi. Chắc đi rước cô Lệ cô qua gì đó rồi. Đàn ông bây giờ hết nói nổi mà. Vợ mới chết là có vợ khác liền mà. Không để quẩn bữa nào hết rồi. Phát chán luôn mà. Chị ơi. Ủa, cô tìm ai? Nhà này của anh Phương. Dạ phải. Tôi là bạn của Hà. Bạn của Mở Hà? Nhưng Mở Hà đâu có còn nữa. Nhưng tôi có hay tin, nhưng vì bận ở xa, từ ngày Hà mất đã một thời gian qua, tôi mới có ghé qua. Bận ở xa phận bận nhiều công việc, rắn tiện hôm nay ghé lại thăm nhà và để biếu cháu một ít quà. Nghe qua lời lẽ thâm sâu, chắc cô và Mở Hà quen biết nhau. Thuở nhỏ chúng tôi cùng học chung trường, nên yêu mến khôn lường. Có phải anh Phương vừa dắn? Dạ phải, cậu ấy vừa mới đi ra đó cô. Tưởng ai xa lạ chứ quen quá mà. Dạ vậy xin mời cô vào nhà đi cô. Trước là uống miếng nước, sau đốt cho mợ tôi cây nhang nghe cô. Dì hãy nhìn xem. Mợ! Mợ Hà ơi! Mợ ơi! Mợ sống khôn khắc tiên, mợ đừng nhát tôi tội nghiệp lắm mợ ơi. Đừng la lớn, tôi còn sống. Mợ còn sống thiệt hả mợ? Ai nói không... cái gì? Ai nói
nói với dì là tôi đã chết. Dạ, cậu Phương chứ ai. Bàn thờ kia kìa, mở, mở nhìn đi. Dì ba. Mở ơi, vậy mà cậu nói mở chết rồi đó. Cháu không chết đuối đâu, nhưng có những điều cháu không thể nói ra được. Tôi mừng quá mợ ơi. Thôi, để tôi gọi điện thoại kêu cậu về nghe mợ. Đừng, nếu dì thương cháu, đừng cho Phương biết là cháu vẫn còn sống mà trở về đây. Mợ nói gì kỳ vậy mợ? Cậu Phương nhớ mợ cả tháng nay ăn ngủ không được á. Rồi bây giờ, hay là cậu với mợ có chuyện gì? Đồ giả dối. Dạ không, tôi đâu có nói dối, tôi nói thiệt mà mợ. Không, dì ba, bé Lan đâu? Từ lúc vắng mợ, cậu gửi bé Lan vào trường bán trú một tuần mới rước về một lần. Sao lạ vậy? Tôi hiểu rồi. Dì ba, dì canh cổng giùm cháu. Nếu anh Phương về, dì cho cháu hay liền. Không có thời gian, rồi cháu sẽ cho dì biết sau. Nhớ lời cháu dặn nghe dì ba. Cháu vào phòng cháu một chút. Dạ. Ủa gì kỳ vậy? Một đàn vợ chết chồng thì khóc sướt mướt buồn bã. Vợ còn sống trở về không có cho chồng hay. Kỳ á. Chuyện này lạ à nghe. Bất ảnh. Trời ơi, thì sao vì cô nhân tình trẻ đẹp này mà Phương nhận tâm giết tôi nè. Trời, trời ơi. Mợ ơi, có chuyện gì? Chuyện gì mà mợ kêu trời nghe thê thảm quá vậy hả mợ? Dì ba, cháu khổ quá dì ba ơi. Mợ ơi, mợ, mợ định đi đâu? Đã về đây rồi mà mợ còn định đi đâu nữa? Dù có như thế nào thì cậu vẫn còn tình nghĩa trước sau. Mở à, gần một tháng nay bao nỗi nhớ thương trong chất theo đoạn tháng qua ngày. Nhưng bây giờ thì đã vui quay, tâm hồn cô đã thật rồi, chỉ còn lại thể xác mà thôi. Mợ ơi, làm sao mà ngủ ngoay cho được khi suốt mấy năm qua biết bao chưa chán tâm nồng nghĩa mang. Đối với tôi là người dân nước lá mà vẫn còn đeo mang chất nặng ở trong lòng. Huống chi cậu với mợ là tình nghĩa vợ chồng. Với Phương thì tình yêu không còn nữa, cô chân chỉ là oán hận thêm thôi. Cẩm Hà đã chết trong lòng họ rồi, hơi vào đó một tình yêu xa lạ khác. Thà tôi ra đi như cánh chim phiêu bạc, chứ gặp nhau thêm chồng chất thâm thù. Trời ơi, tại mợ nghĩ mà mợ nói vậy á chứ. Mợ mà về đây là cậu sẽ mừng lắm đó. Mợ tin tôi đi, tôi nói thiệt đó mà. Dì ba, dì thương tôi cho nên gửi cho tôi niềm hy vọng
chứ tình yêu thương vợ Phương đã đánh mất từ lâu rồi. Mở thì nói vậy, chứ ở nhà đó tôi biết từ khi vắng mở cậu như kẻ mất hồn. Còn bé Lan thì ra vào khóc than đòi mẹ. Hôm nay là ngày chủ nhật nè, mợ ơi, mợ về đây hôm nay chắc cả nhà vui vẻ, vì nỗi nhớ thương xa vắng mẹ đã bao ngày. Dì ba, chỉ có dì và bé Lan nhớ thôi, chứ còn Phương thì không bao giờ có đâu. Vì thay tôi Phương còn có một tình yêu tươi trẻ, thì nhớ làm kẻ xấu số như tôi. Mợ ơi, mợ nói rồi tôi mới dám nói à nha, chứ không phải tôi nhiều chuyện đâu. Từ lúc mà mợ không có ở nhà đó nha, cậu hay thường chở cô nào nhỏ xíu mà về nhà đâu được mấy lần vậy đó. Dì đừng nói nữa. Mợ ơi, mợ, mợ, mợ nghe tôi nói nè, nếu mợ nhất quyết đi rồi á thì mợ cho tôi theo ở với mợ nghe mợ. Dì ba, mợ ơi, tôi có dành dùm được mấy trăm ngàn thì mình cũng sinh sống được ít lâu. Lòng gì như biển rộng sông sâu, tôi không thể nào để cho mở bờ giờ. Lìa bỏ con thơ, trong cơn nóng lạnh cuộc đời xin được có mợ của tôi. Dì ba, dì ba ơi, cả tháng nay tôi đã quên rồi với cuộc đời đau khổ, thì sự khổ đau kia tôi không muốn dương luyện cho gì. Mỡ ơi, mỡ gánh sầu thương trong tuổi xuân thân, bây giờ hãy gánh thêm tuổi ngày xuân nhớ, bước đường cùng tôi sợ mỡ thì mở cho tôi theo để san sẻ chút tình, gánh vác cho mở nỗi cô đơn quanh què, được lo lắng cho mở hồi còn tầm bé, hay ấm êm dưới mái gia đình. Thì chết rồi, cậu về mở ơi. Dì ba, dì nhớ đừng tiết lộ chuyện này nghe dì ba. Được rồi, bây giờ mở vô phòng tôi mở lánh mặt đi, lẹ lẹ đi mở. Sao lâu quá vậy dì ba? Dạ, trời đất ơi, cái chìa khóa nó đâu rồi không biết nữa. Trời ơi, dì ba. Dạ, dạ, tôi ra liền cậu ơi. Dì làm gì trong đó? Dạ, dạ, tôi bận nhắc nồi cơm sợ nó khét cậu ơi. Vậy hả? Thôi, tôi vào phòng một chút. Hú hồn hú vía. Ủa, hay là mình bỏ quên nơi nào đó? Dì ba, dì ba. Dạ, dạ. Dạ, cậu kêu tôi. Qua vào phòng của tôi phải không? Dạ đâu có. Ủa, mà chuyện gì vậy cậu? Tất cả giấy tờ quan trọng
và nữ trang của vợ tôi không canh mà lại bay. Hả? Trong khi ở nhà có một mình gì, có ai vào đây hay là gì đánh cắp? Dạ. Hãy nói cho tôi hiểu rõ đầu đuôi, nếu không gì chẳng được yên xuôi đâu nghe chưa. Cậu ơi cậu, cậu đừng nghi quan mà tội nghiệp cho tôi. Trước sau gì tôi cũng một mực mà thôi. Không phải gì thì còn ai vào cái nhà này? Chẳng lẽ gì đổ tội cho bé Lan? Cậu Phương ơi, thật tình tôi không có lấy cậu à. Nếu vậy thì tôi phải đưa gì ra trước pháp luật mới được. Trời đất ơi, trời ơi là trời hại tôi quá rồi trời ơi. Ai hại gì chứ? Dạ. Ai hại? Dạ. Nói mau. Dạ đó. Mỡ, chắc tôi xin lỗi mỡ quá. Tôi phải đành thất hứa với mỡ. Mỡ ơi. Dì nói gì mà tôi không hiểu. Tôi muốn biết ai lấy. Dạ tôi. Ai lấy? Cha mỡ Hà lấy đó cậu. Dì nói cái gì? Dạ mỡ. Mỡ Hà. Thật sao dì ba? Dạ thật mà. Đúng rồi, chỉ có Hà mới có quyền niêm phong tất cả tài khoản trong ngân hàng. Cậu ơi cậu, có chuyện gì thì cậu cũng ráng dàn xếp cho em đẹp nha cậu. Tôi thấy mợ tôi thương lắm, mợ đau khổ lắm nghe cậu. Bây giờ Hà ở đâu dì có biết không hả dì ba? Dạ. Dạ. Biết không? Dạ cho biết chứ. Dạ biết chứ. Ở đâu? Ở đâu hả? Dạ dạ. Ở đâu? Dạ ở đâu? Anh Phương. Anh Phương ơi. Anh Phương. Lễ, sao em lại đến nơi đây? Ừ, thì em đến như những lần trước, có gì đâu mà anh ngạc nhiên vậy. Nè, hôn em đi. Nhưng lần này... Lần này ba bảo em đến để nói một lát anh đến cùng ba em để đi dự một buổi tiệc. Sẵn đó ba giới thiệu với bạn bè để biết con rể tương lai vậy mà. Anh, hôm nay em thấy anh sao không đâu á? Có sao đâu. Anh bận một chút công việc phải giải quyết ngay. Em về nói với ba, khoảng một tiếng đồng hồ nữa anh đến nhà rồi đi luôn. Thôi khỏi, một lát nữa em trở lại rước anh ha. Kìa, Lễ, Lễ. Dì ba. Dì ba à? Dạ, dạ, dạ. Dạ. Dì nói cho tôi biết. Dì nói cho tôi biết đi. Dạ. Hà đang ở đâu? Dạ. Tôi đang sốt ruột nè, ở đâu? Dạ ở trong trong phòng á. Phòng ai? Dạ phòng của tôi. Ở trong phòng của gì à? Dì ba, dì gõ cửa giùm tôi đi dì ba. Dạ. Mợ ơi mợ, tôi nè mợ ơi. Mợ mở cửa đi mợ. Em. Anh còn đủ can đảm gặp mặt tôi à? Anh đã mua giết vợ chỉ vì con bé đó có phải không? Hà ơi, anh muốn biết em sẽ hành động như thế nào đối với anh. Anh xin lỗi em, tại vì... Không, không có việc gì cả ngoài việc ly dị. Vậy là tôi không còn gì trong tay nữa phải không? Anh an tâm đi, tôi sẽ sang nhượng một nửa tài khoản. Anh có thể cưới vợ và hưởng thụ. Còn tôi chỉ cần bé Lan thôi. Bao năm chung sống tôi tôn sùng anh, tôi quý mến anh, tôi yêu duy nhất của mình anh. Không ngờ, không ngờ Phương hiền lành đáng yêu ngày nào của tôi không còn nữa. Anh đã nhận tâm giết vợ chỉ vì muốn kiếm đoạt tiền tài bóng sắc. Tôi không ngờ, tôi thật không ngờ tâm địa của anh. Ai có thể tin kẻ hung ác bạo tàn ẩn chứa một hình hài phong lưu, ngoài trong trái ngựa hoàn toàn
lòng giá người ai biết trước được đâu. Kẻ thức phu mà phục cách đào qua, qua công ơi ông bài trò gì mà để cuộc đời con tâm hồn để tìm sao tươi đẹp vô cùng. Cuốn sách bìa trang nhã nhưng ruột lại xú xa, lòng sao người ngữ trong cung điện huy hoàng. Tính gì được bọn đàn ông hà ơi anh cúi đầu nhận nghe tội giết hay tha em cưới mặc tình. Anh sẵn sàng nhận lãnh cực nghi hình. Màn kịch này anh diễn đến bao lâu? Hà ơi quẩn khúc trong tình yêu có đôi khi vì thiếu nghĩ suy mà gây ra điều tội lỗi. Anh đã u mê để cho cõi lòng lung lạc, còn nỡ đang tâm dìm sát thân người vợ đã cùng anh xé mặn chia nồng. Nào dám đâu nhắc câu nghĩa vợ tình chồng, chỉ mong em nói một lời tha thứ để lòng vơi nhẹ nỗi hờn căm. Tình nồng nghĩa mặn suốt bao năm mà tôi lại nhận tâm hơn loài cầm thu. Nỗi đơn đau kia lòng em còn ấp mủ, càng khơi dậy trong anh nỗi niềm ân hận vô cùng. Hãy tha thứ cho anh Hà ơi, hãy tha thứ cho anh đi em. Anh buông tôi ra và đi đi. Đi. Không, anh không để cho em đi đâu hết. Hà, tha thứ cho anh đi. Anh vẫn còn yêu em như ngày nào. Tội lỗi của anh chẳng qua là nỗi đam mê bồng bột. Hà ơi, tha thứ cho anh đi em. Tha thứ cho anh đi em. Hà, em... Anh Phương ơi, có ba em đến rước anh nè. Anh Phương, trời ơi, thế này là sao? Lệ, em... Cậu Phương, thế này là thế nào? Cậu đã dùng những lời đường mật dụ dỗ con tôi, và chính tôi đây làm cậu. Bên ngoài thì vẻ phong lưu, trong dạ thì sở canh. Dạ thưa bác. Bác ơi con xin cúi đầu nhận tội. Dạ vì cô gái này đây chính là nạn nhân nữa cái gì. Cậu à, cậu đừng nghĩ có tiền rồi dụ người này hết tới người kia. Còn con gì đó, cô đừng có tin lời cái thằng sở khanh, nghe không? Nó đã hứa là sẽ lấy con tôi để làm vợ, nhưng nào ngờ đâu trao trở đổi thay, thật có một không hai. Bác ơi, bác bình tĩnh nghe con nói nè. Người này chính thật là vợ của con đó. Hả? Thật vậy sao? Dạ. Trời ơi, nhục nhã quá trời ơi. Lệ, đi về, đi mau. Ba ơi, con khổ quá ba ơi. Nếu mày còn liên tiếc hả, thì mày cứ ở đó đi. Tao đi về, tao về. Kìa ba, ba. Lệ ơi, anh xin lỗi em. Lệ, đây là Hà, vợ của anh. Xin lỗi em, hãy quên anh đi. Anh đã có vợ con rồi. Phải mà. Thì ra năm lần bảy lượt anh hứa anh cưới tôi rồi lại không. Anh còn nhẫn tâm hại đời con gái của tôi nữa.
Trời ơi, em hãy quên anh đi. Dương dân làm gì, anh là kẻ vô lương. Tình yêu mù quáng nên anh đã ra tay. Giết vợ để chung sống bên em, nhưng mộng ước ấy đã không thành. Một bên tình yêu, một bên đi là vợ. Cả hai tôi đều có tội, chỉ biết cầu xin hãy tha thứ tội tình. Còn gì đâu nữa, cả tấm băng trình tội tại đình. Em quỳ xuống đây dập đầu tạ tội, chỉ cầu mong anh chị nối lại duyên xưa, vì em làm gian dở bao ngày. Bớt nước đổ đi thì làm sao hút lại cho đầy. Không còn chi nữa, cô hãy yên lòng, tôi sẽ ra đi. Không, em cầu mong anh chị hãy dỗ giấc bình yên trong mộng đẹp. Nhìn giọt nước mưa rơi mà xác phận ta tơi, đến từng tiếng thời gian nghe chết liền trong. Người thương của ai sao mình lại gọi là chồng? Phương ơi, từ đây em sẽ mất anh mãi mãi, và cô dặn lòng chôn liệm quá khứ đau thương. Một tình yêu tội lỗi, hạnh phúc chán chường mà từ lâu rồi tôi đưa chân nhắm mắt. Cuộc đời trong quang như kinh thành văn ngát, chẳng có quân dương nên buốt lạnh thềm rồng. Người ơi, em đã xa tôi mất rồi, tại anh gian dối nên làm khổ. Nhiều khi tôi muốn quên đi nỗi niềm, càng quên thêm nhớ vô vàn chẳng quên. Nghĩ mình bạc bẽo vô duyên, để người ta đổi thay đến, nên chấp nhận số phận buồn tên. Chẳng bước đi mà tim còn nghe sao xuyên, ngoài trời không lòng. Anh đi đường anh, em đi đường em, sao đôi dòng lệ trên mi còn đông mày. Kẻ ra đi chút người ở lại, kết thúc một chuyện tình ngang trái đau thương. Lệ, Lệ ơi, tôi chúc anh hạnh phúc vĩnh biệt. Lệ, Lệ, anh hãy chạy theo an ủi cô ấy đi, đừng để cô ấy tuyệt vọng. Còn em? Tôi muốn một mình suy nghĩ lại. Không suy nghĩ gì nữa. Hà ơi, anh không muốn con mình thiếu cha văn mẹ. Muộn rồi, tôi không bao giờ quên được những gì xảy ra trong đêm đó đâu. Ba ơi, ba, con đi học về rồi nè ba ơi. Kìa, bé Lan nó về kìa em.
còn sống hả mẹ? Ba nói mẹ chết làm con khóc quá trời à. Lan, con. Mẹ, mẹ đừng khóc nữa nghe mẹ. Không, mẹ không khóc nữa đâu. Mẹ về rước con. Đi với mẹ nghe con. Có ba đi nữa hả mẹ? Không, chỉ có hai mẹ con mình thôi. Không, phải có ba nữa mới được. Hà, em có nghe con nó nói không? Mẹ đi là ba khóc đó. Lan, mẹ. Lan, con vào trong rửa mặt rồi ăn cơm, cho ba nói chuyện với mẹ con một lát nha. Không đâu, con ở đây với mẹ Hà. Hà, Hà em, em không biết không tha thứ cho anh thật sao Hà? Tôi tha thứ, nhưng không thể tiếp tục làm vợ của anh được. Anh hãy để yên cho tôi được sống và nuôi con. Bé Lan, đi, đi với mẹ. Còn ba của con nữa. Ba con đã có vợ khác rồi, không còn thương con nữa đâu. Đi, đi, đi con. Hà, Hà. Ba, ba, ba. Đi, đi con. Ba, Hà. Sao? Dạ, xin lỗi cậu tìm ai? Dạ, tôi muốn hỏi có phải đây là nhà của vợ chồng cô Hà không ạ? Dạ phải. Nhưng cậu đây là... Dạ, tôi là người quen của cô ấy. Vậy à? Nhưng mà cô chủ tôi đi vắng gần một năm nay rồi. Chỉ còn cậu chủ tôi thì nằm liệt giường. Tôi sợ chắc không qua khỏi quá. Chẳng lẽ điều suy đoán của mình lại thành sự thật hay sao? Ủa, chẳng lẽ cậu cũng biết chuyện vợ chồng của cậu chủ tôi nữa hay sao? Dạ thưa không. Dạ không ạ. Hà ơi, hãy tha thứ lỗi cho anh. Hà ơi. Ý kìa. Cậu, cậu ơi, cậu ơi, cậu bình tĩnh lại đi mà cậu. Tôi đã đi đăng báo rồi, thế nào mở cũng về trong nay mai à. Về trong nay mai. Về trong nay mai. Cậu ơi, hình như có người đàn ông đến tìm mở, còn đứng ở phòng ngoài á. Sao? Người quen của vợ tôi? Dì ba, mời người ấy vào đây giúp tôi. Vợ gia đình đang lộn xộn, thôi xin phép dì tôi về nha. Dạ. Ơ kìa, cậu, cậu ơi. Bởi cớ chi lại vội vã ra đi? Dạ thưa dì, dạ tôi. Hình như trong lời nói có ẩn ý gì đây? Dạ thưa không, vì tôi có công chuyện khác nên chỉ ghé tạt vào thăm. Ơi, nhưng mà Hà đã bặt tâm. Dạ xin phép gì, tôi xin từ biệt. Dạ cậu, nán lại một chút nữa đi. Vì ông chủ tôi cho mời cậu vào trong nhà để tắm hoài, chắc là cậu không nỡ chối từ. Dạ, dạ không không, tôi không phải chối từ. Vì đừng nên hiểu lầm, nhưng vì giữ ý nên chẳng tiền thôi. Dạ dì vào trong á, nói là tôi đã về rồi. Vậy cậu đây là cậu là người ân nhân của tôi. Trời ơi, mợ, mợ ơi, mợ về rồi hả mợ? Mợ,
Ủa, con cậu này là... Dạ tôi... Anh ấy đã cứu mạng sống của tôi trước bàn tay của tử thần. Hèn gì, cậu ta cứ ngập ngừng hoài à. Anh Long, chắc anh đã biết hoàn cảnh của vợ chồng tôi rồi chứ? Dân, nhân tiện đi Sài Gòn để thăm gia đình. Tôi có ý định ghé thăm gia đình cô. Nào ngờ... tôi lại... Mẹ ơi, ba con đâu hả mẹ? Dì ba, dì dắt cháu vào trong trước. Tôi sẽ vào ngay. Đi cháu. Thôi khỏi. Kìa, ba, ba. Con của ba. Ba. Ba, trời ơi, ba. Anh Phương, anh Long, anh làm ơn giúp tôi một tay. Ba. Trời ơi, anh ấy yếu quá à. Cảm ơn anh. Nhưng mà anh đây là... Phải, là người đã giúp tôi tìm ra sự sống trước bàn tay hiểm độc của anh. Trời, Hà ơi, anh Giang em, anh lại em mà. Đến nông nỗi này mà em vẫn còn không tha thứ cho anh sao? Trời ơi. Cô Hà, tôi khuyên cô, trong giờ phút này hãy vì tình nghĩa phu thê và đứa con thơ dại mà tha thứ tội cho chồng cô. Vì phút lỗi lầm nông nỗi tạo nên, tôi biết giờ đây cho đến cuối cuộc đời người không thể nào quên. Trở lại đây không mong gì sum họp, trở lại đây cũng vì đứa con khờ mặc cha lần cuối cùng. Chén nước đổ rồi sao muốn được anh ơi, nỗi sầu nào cũng ra khơi. Trúc khổ đau nơi sông biển muôn trùng, yêu đương cũng bình thường. Nhưng cô vẫn còn đứa con thơ dại nên đang nghĩ đến tương lai. Phải đó, em hãy nghĩ đến tương lai của con mình mà em. Anh cũng không mong gì ngày mai sum họp, nhưng chỉ xin em một lời hứa, hãy tha thứ cho anh. Thì dầu cô thác xuống suối vàng, anh cũng mãn nguyện lắm rồi. Không, không bao giờ. Cho đến chết tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh đó. Hà ơi, anh đã hiểu rõ rồi. Em đã nặng lòng không tha thứ, vậy là em đã yêu anh. Nên chẳng tha thứ cho chồng, còn mong chi kết chặt dài tâm đồng. Anh sẽ ra đi không bao giờ lòng. Tôi thì hãy xem như nước chảy xuôi dòng. Hà ơi, em đã nói được tiếng thứ tha, sao lòng còn trào dâng uất hận. Biết phải làm sao cho em nguôi thù quên hận, chỉ còn vĩnh biệt ra đi mãi mãi không về.
dằn tiếng trùng dương gian dòng tư bề. Như sao gọi những gì mình dai mượn, nở cả chưa tròn sao dai mượn nữa phải không em? Anh chỉ là kẻ vô lương hèn hạ, chẳng đang làm người mà chỉ đang là một loại chim đêm. Anh sẽ tìm lại hôm nào trên bãi biển mà anh đã dìm em trong cơn khát dòng mê tình. Mãi xa đi nhưng chân muốn bước mà dạ còn mong trở lại, nhưng còn người con gái vô tội kia sẽ sống ra sao vì nhẹ dạ mà đã tin lời đường mất, để rồi phải chuốc lấy khổ đau khi phải mang một bào thai. Đã chịu nhiều điều trắc trở bi ai, chỉ đang trách cái là trách người con gái kia đã nhận tâm phá hoài. Nếu như tôi và cô là người thân thuộc, tôi sẽ tìm giết kẻ thù để chuộc lỗi cho cô. Không nên đâu, đây là chuyện của gia đình tôi, anh không nên chen vào mà chi. Trách là trách con người bội phản kìa. Phải, tôi đã phản bội vợ con, tôi làm cho người con gái trong trắng kia phải đau khổ. Hà ơi, hai người hãy tha lỗi cho tôi. Tôi đang tội chết, tôi đang tội chết lắm mà. Ai gọi tên tôi? Kìa, Lệ. Anh Phương, mày làm gì ở đây hả Lệ? Trời, anh hai. Trời ơi, như thế nghĩa là sao anh Long? Cô Lệ đây là... Trời ơi, phải, nó là em ruột của tôi, là em ruột của tôi đó. Trời ơi, sao lại có chuyện nông nổi như thế này hả trời? Anh hai ơi, em Ninh, mày không được hỏi, mà mày hãy trả lời câu hỏi của tao. Có phải mày là người con gái đáng thương, và ngược lại vì cô ấy mà chồng tôi đã mưu định giết tôi hả? Trời ơi, có đúng như vậy không Lệ? Lệ, đúng không? Dạ đúng. Đúng. Trời ơi, con gái. Bình tĩnh lại đi anh Long, chuyện đã lỡ rồi. Anh có giận dữ, anh có đánh cô ấy thì cũng không có ích lợi gì đâu. Nín đi con, nín đi con ơi. Con đứa bé này có phải là con của anh Phương đó? Lệ, em nói nó là con của anh, là con của anh. Có
của tôi. Con tôi. Mẹ, con tôi. Mẹ ơi, như vậy là sao? Tại sao ba gọi đứa bé này là con hả mẹ? Kìa con đừng nói. Lan, con còn nhỏ lắm, con không biết gì đâu. Dì ba. Dạ. Dì dắt bé Lan lên lầu một chút đi dì ba. Đi lên lầu với bà nghe con. Đi. Không, không, con không lên lầu. Bé Lan, con nghe mẹ nói không? Dạ. Anh hai, vì sao gần 2 năm nay anh không về nhà? Có lẽ gì vì người vợ sau của ba chỉ lớn hơn anh có 2 tuổi phải không? Chuyện đó cũng có một phần đúng, nhưng đúng hơn là anh không muốn ăn bám gia đình, cho nên anh đã bỏ đi để tự lập lấy bản thân. Anh hai ơi, gia đình mình lúc này suy sụp lắm, chị Hương bỏ đi rồi, còn ba mình đang... Anh biết ba đang bệnh nặng do chú Bảy cho hay, nên anh định trở về thôi. Nào ngờ trời ơi, lại gặp chuyện tai trời như thế gì đó. Lệ ơi, anh hai ơi, anh hãy tha lỗi cho em. Em lại anh mà, tha lỗi cho em đi anh hai ơi. Anh Long, cô ấy là một người đáng thương, cùng là phận gái, tôi rất thông cảm. Ông cũng là vì sự nhẹ dạ cả tin vào những lời đường mật. Cũng như tôi, ngày xưa bởi vì quá yêu cuồng sống rồi, nên đã nông nổi trao thân mà chẳng đợi lễ cao trầu. Lòng ước mơ tình bền vững đến bạc đầu, tôi phải ở lại quê hương để giữ câu đoan thề, để cha mình đành nuốt lệ xa đi. Sau cái ngày tình ruột thịt phân ly, chúng tôi về sống với nhau thật tràn đầy hạnh phúc. Giờ đưa con chào đời, ngỡ tình cảm sẽ nhân lên, ngờ đâu giông tố kề bên cuốn trôi lòng chung thủy. Hà ơi, chuyện này tôi có một phần trách nhiệm rất lớn. Tôi đã không dạy dỗ được em mình, cho nên chuyện xảy ra. Hãy chỉ một lần này đâu, mà trước đó tôi đã nhiều lần bắt gặp anh ấy dùng trộm trăng hoa với những người đàn bà khác. Anh ấy lấy tiền của cha tôi để lại mà lao đầu vào những cuộc sa đọa ăn chơi. Thôi tôi gian các người hãy nên đi, nên đi để tôi được yên tâm mà lìa bỏ cõi dương trần. Hà ơi Lệ ơi, bởi do anh gây khổ lụy muôn phần. Hà ơi, trước khi anh nhắm mắt, xin em một lời trắng trối, hãy xem con của Lệ như con mình, cho 2 trẻ được gần nhau. Anh sẽ mỉm cười ngủ triền miên nơi chính xuôi. Hãy nghe anh đây là lời sao cuối, rồi mãi mãi ra đi biển biệt không về. Em hứa với anh nghe em, anh xin em mà, hứa với anh đi em. Anh Phương, hứa đi em, hứa cho anh được yên lòng. Dạ, em hứa. Em hứa mà. Từ nay
em sẽ xem Lệ như đứa em ruột và hết lòng lo cho tương lai hai đứa nhỏ. Dạ, em đổi ơn chị. Lòng của cô thật là cao cả. Tốt lắm. Vậy là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Tôi mãn nguyện lắm rồi. Anh Phương. Anh Phương.